giò cái đồ nhìn cũng xỉu luôn, nước rất là vừa, cô thì ngọt lắm nha bà con. Ồ, nước ngọt quá. Đây, đây là cái sợi bánh lọt. Mềm mũi à, siêu ngon ngọt, cầu quá chất lượng. Hello, kính chào quý vị và các bạn. Color Man đang có mặt tên con đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, nhưng mà không phải Xô Viết Nghệ Tĩnh ở Sài Gòn đâu nha. Đây là Xô Viết Nghệ Tĩnh ở tại thành phố Cần Thơ, cũng là thành phố nhưng mà thành phố Cần Thơ. Hôm trước mình ăn một cái tiệm cơm tấm ở trên đầu rồi, mà trong lúc mình đi lướt qua đây mình thấy có một cái quán rất là hay. Mình nhớ tới cái thời làm kênh mới, nhớ tới cái tuổi thơ của mình. Đây là quán Bánh Lọt. Quán Bánh Lọt của Thủy nhìn rất là cũ. Nhìn nó cổ lâu đời lắm rồi, nhìn xe thôi là biết rồi ha. Đúng không? Người kia bánh canh, người kia bánh lọt. Đây. Cái bánh cái này là mình nấu, mình ngâm trong nồi nó thấm còn bánh lọt ngon là cái vỏ bánh lọt nó trụng nó cứng. Cái bánh lọt nó đây, cái cách nấu bánh lọt nó khác với lại cái ấy họ nấu hồi. Cái bánh canh là có thể mình để ngoài tô xong mình múc nước lèo vô, còn bánh lọt là người ta bỏ vô trong nồi luôn. Dạ. Nó dài hơn. Nó dài, còn cái này thì nó thấm luôn cả cái nước lèo vô. Dạ. Để chữ đỏ vô cùng. Em lại giờ này còn chụp hình nữa, em lại là khỏi chụp. Ồ, mấy cục giò nó nhìn cũng xỉu luôn. Rồi là giờ này nè. Giờ này hết rồi hả? Không có, giờ này là khách đâu. À vậy hả? Ồ vậy thôi lẹ. Đây mình thấy có cái tôm khô mình gọi xí à, tôm này ngọt lắm nha bà con. Dạ, tôm bánh lọt. Dạ. 400.000 kg rồi giờ hả chú? Đây tôm nước ngọt rất là ngon, 400.000 một kg. Nhỏ biết tôm giá luôn. Giá rẻ luôn. Nhỏ biết tôm giá rẻ luôn. Một hộp về để thịt miếng quý, ối lọc thịt với cơm tăm bò. Thêm miếng quyết đi. Ăn quyết nhiều không? Cho thêm cục này. Dạ, đúng rồi. Muốn đủ, tôi cho 5 chục thôi. Rồi để bưng vô luôn ra. Là biết là ngon rồi. Bây giờ mình sẽ thử. Rồi bánh lọt. Ồ, nước ngọt quá. Cái nước này thật ra không cần nêm đếm luôn á. Này mọi người có thấy là hình ảnh có khác không? Nước rất là vừa. Rồi, ở đây thì không xài chanh mà xài tắc. Đây cái cách mà chúng ta để vô trong cái muỗng, xong ta bắt nước tắc ra xong để chúng ta chế vô, xong thì chúng ta bỏ hột. Rồi, tôm khô ngon quá, muốn xin thèm quá. Rồi bây giờ không thể thiếu món này được. Chưa hết đâu, phải có cái vụ này là vì phải dùng cái này pha một chén nước chấm. Đó, và chất lượng nhé. Con kia nó bị bóng. Dạ. Yes, rồi. Quá trời luôn. Đây, đây là cái sợi bánh lọt. Nó bỏ trong nồi cho nên nó không có bị quá dai nha. Để mình thử nha. Hồi nhỏ mình hay ăn bánh lọt lắm, mà lâu quá ăn từ hồi bé nhỏ xí, nên bây giờ nói bánh lọt cái mình cũng không phân biệt được là bánh lọt với bánh canh nó khác nhau cái gì luôn. May quá có chú chủ quán, chú giải thích. Khói bốc nghi ngút. Lâu lắm rồi không có xơi cái này. Mềm mũi ra không phức. Siêu ngon ngọt. Để 3 ngày tươi 4 ngày Tết. Kiêng cữ gì, mập mạp gì, chơi hết. Bánh lọt này họ bỏ hẹ nữa, có giá rồi đương nhiên rồi, có hẹ. Tính cái sợi hẹ nó làm cái vị nó thơm như vậy, cái mùi lên mũi nó ngon ghê vô cùng. Khói bốc nghi ngút. Chấm ở dưới mà ngoạm ở trên. Nhìn rau gấp thịt. Đấy, cái chiêu. Cái chiêu nhìn rau gấp thịt. Tôm quá chất lượng chỉ có 35.000. Còn tôm thành thông là 22.000. Giờ miền Tây cái gì cũng rẻ, cái gì cũng ngon. Ở đây là bánh lọt của cô Thủy, số 26 đường Sưu Thích Để Tỉnh. Cái gì các bạn có về phải đi cái đường này nha, đường Sưu Thích Để Tỉnh có nhiều quá ngon lắm. Dài có rất nhiều quá ngon. Tới đây thì Color Man chào tạm biệt quý vị các bạn. Quá đã, quá đã. Sưu Thích, Sưu Thích.